Vị trí này đâu? Tôi không biết, tôi chỉ lo làm việc của mình. Báo cáo, nhóm ba Phạm Nhân trốn chạy. Bây giờ anh Trường chưa về nữa. Anh cũng đâu có biết đâu. Sao giờ này anh chưa về nữa? Anh Trường ơi. Thôi nín đi. Em nín đi. Anh Trường không có sao đâu. Chắc tại anh kẹt cái chuyện gì đó nên đâu có về kịp. Không nữa có hoài à. Thôi nín đi. Nai ơi. Nai. Cả ba bà đã lập kế hoạch trốn chạy đúng không? Tôi không có. Không có thì tại sao rời khỏi vị trí làm việc của mình?
Tại tôi thấy bà kia rời khỏi lâu quá cho nên tôi tò mò. Như vậy là đồng lõa, phạm thêm tội là che giấu tội phạm. Dạ không, tôi mới rời khỏi chỗ đó có mấy giây thôi. Tôi đâu biết họ làm cái gì. Bà ta khai man đúng không? Tôi cũng chỉ chạy theo để coi chuyện gì xảy ra thôi mà. Chó cãi nữa hả? Những gì tôi khai là sự thật. Mấy người dựa vào đâu mà luận tội tôi đồng lõa, nói tôi tiếp tay cho Phạm Nhân Phụng để bỏ trốn chứ? Nếu vậy tại sao bà không lên tiếng cho quán trại biết khi mà Phạm Nhân Phụng bỏ trốn khỏi đây làm việc? Dạ, tôi chỉ lo làm những công việc của tôi thôi. Tôi không có nghĩa vụ để giám sát những phạm nhân khác. Đó là nhiệm vụ của cán bộ. Không có chứng cứ gì, sao ghép tôi là tội đồng lõa với bà Phụng chứ? Tôi chỉ rời khỏi vị trí lao động một chút. Làm ơn phạt theo lỗi đó đi. Được. Cả hai sẽ bị liệt vào sự giám sát đặc biệt kể từ ngày hôm nay. Chuyện chưa về nữa. Không biết anh Trường có bị gì không nữa anh Trung. Anh cũng lo quá. Chắc có thể là anh Trường đã gặp chuyện rắc rối gì đó. Hay là mình đi báo công an đi. Vậy hai đứa bay ở nhà đi nha. Cho em đi với. Em cũng muốn đi nữa. Vậy hai đứa bay theo anh. Dạ, dạ. Miệng mồm cũng bép xép dữ lắm chứ. Ê, sao rồi? Nói chung là bị liệt vào sự giám sát đặc biệt dữ lắm. Cầu trời cho chị Phụng trốn thành công. Bỏ trốn là trọng tội, nếu bị bắt lại sẽ tăng nặng của hình phạt, ít nhất cũng từ 6 tháng tới 3 năm tù, thậm chí là 10 năm tù, tùy theo mức độ cụ thể. Nhưng nếu may mắn thoát được ra ngoài thì coi như quê cả làng. Bộ chị nghĩ trốn ra ngoài sẽ không bị bắt lại sao? Cái đó thì còn tùy vào bản lĩnh mỗi người. Nè, chị đừng có suy nghĩ liều lĩnh như vậy. Tôi đã chán ngán cái cảnh tù đày đây rồi. Tôi còn 4 đứa nhỏ ở nhà. Tôi mong muốn được thoát ra ngoài để có thể dắt tụi nhỏ trốn biệt một nơi khác và làm lại từ đầu. Cô thấy không? Vậy là bà Phụng đã dừng ngục thành công. Chị tin trốn thiệt sao? Tôi mong được ra ngoài. Tôi không muốn ngồi tù. Chuyện gì vậy tụi con? Ngồi xuống đi rồi nói chú nghe. Dạ. Chú ơi, con biết sao, anh con làm cả ngày chưa thấy về nữa. Tại vì thường thường á, mà khi chưa anh con hay về mua đồ ăn về nấu cho tụi con ăn lắm. Anh luôn sợ tụi con đói. Mà anh con làm ở đâu? Dạ, anh con làm gà. Nhưng mà con không biết anh con làm ở đâu hết á. Làm gà? Làm gà là làm sao? Dạ, là đi nhổ lông gà cho mấy quán ăn á. Mỗi khi anh con có đi làm về khuya vậy không? Dạ không, hôm nay là bất thường. Thôi được rồi, bây giờ trời cũng tối, để chú đưa tụi con về nhà. Sáng mai các chú sẽ tìm kiếm. Chú, nhưng mà chú kiếm anh con liền bây giờ được không chú? Tại vì trời tối sợ anh con gặp nguy hiểm á. Chú ơi, bây giờ
chú còn phải rà soát ở địa bàn quanh đây, coi chỗ nào liên quan tới gà để dò hỏi thông tin. Chú sẽ điện báo đến các xã để nhờ họ tìm kiếm giùm. Vì trời tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn, mọi chuyện phải chờ đến sáng mai. Rồi, bây giờ chú sẽ đưa tụi con về. Dạ, tìm anh con giùm đi chú. Rồi. Được rồi, đi về tụi con.